Nani? VPGame.vn sụp nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là nơi mơ hạt nhá. Thì clip này là clip thứ hai ở giai đoạn đó là đầu năm anh em ạ. Thì hôm nay là ngày bước sang năm 2022. Thì nơi mơ hạt không có gì thì gửi lời chúc đến toàn thể đó là anh em đang xem clip, cũng như đó là gia đình có một năm mới thật là vui vẻ, đạt được nhiều thành công, qua năm mới thì thuận lợi hơn, mọi việc đó suôn sẻ theo ý muốn. Theo clip này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Wonder Woman. Với chi đài Wonder Woman thì mình nghĩ là một vị tướng thời điểm hiện tại leo rank cực kỳ là tốt và phù hợp rất là nhiều vị trí. Anh em có thể mang đi lên ta thân, mang đi rừng, kể cả mang đi SP vẫn rất là tốt nha. Trong đấu dài thì người ta sử dụng vị tướng này vẫn khá là nhiều. Thì ở clip này mình sẽ mang đó là Wonder Woman đi rừng anh em ơi. Thì tất nhiên rồi, ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là Wonder Woman. Đặc biệt thì ở trận đấu này mình sẽ lên theo thiên hướng đó là full đám dành cho đó là vị tướng này nha anh em, chỉ đài trong làng liên quân. Thì giai đoạn đầu game mình phám bộ xanh trước, tiến sáng bộ đỏ và gánh đó là cái đường rồng. Hiện tại thì đang thấy có một pha giao tránh và tại bên mình thì HP hình như là khá thật thấp máu rồi. Và này thì mình sẽ bỏ qua con quái này, lại bắt tem địch này. Anh em đâu lên luôn này, khi đi gánh thì anh em đừng để đồ tầm nhìn nhá, kẹp góc đường về của tem bên địch, sử dụng chiêu hai đu vào, sử dụng chiêu cuối để có thể làm choáng tiền xa thủ tem địch lên bảng điểm số. Và này thì Alice của tem địch chạy được, nhưng mà cuối cùng thì một pha gánh khá là thành công. Thì mình cũng luôn nói với anh em rằng đó là khi đi anh em đừng để lộ tầm nhìn, thì khi đó anh em sẽ bắt tem địch hiệu quả, chặn đường về của tem địch. Bây giờ thì xạ thủ của tem binh cũng khá là thấp máu, Grak thì cũng khá là thấp máu rồi. Pha này thì kéo vào, nhưng mà pha này thì mình đó là bị lão vào trụ, nên là chắc có lẽ là phải rụt lui thôi. Pha này thì Alice của tem địch dưới 50% máu, mình sử dụng chiêu hai phát kéo vào trụ và bị trụ bắn lên bảng điểm số. Vậy là ok rồi. Flo tem mình bảo là gánh. Thì ở giai đoạn đầu game thì mình đó là gánh ở đường rông rồi, nên là chưa gánh được đường ta thân anh em ơi. 2-2 dành cho hai bên. Flo mà biết chơi thì có thể là mùa tốt đó, còn Flo mà không biết chơi thì cũng khá là mệt. Thì mình sẽ nói sơ qua đó là về chiêu thức của chỉ đài Wonder Woman một xíu. Chiêu thứ nhất á, thì anh em có hai lần lượt trúng tướng địch á, thì thứ nhất đó là gây sát thương, thứ hai nữa thì đó là có khả năng đó là miễn thương 10% dành cho đó là Wonder Woman và làm chậm đó là tốc chạy của tướng địch. Và anh em nên nhớ khi sử dụng đó là chiêu một thì anh em đánh thương dành cho mình nhá, bởi vì đòn đánh thương thì nó được cường hóa. Còn chiêu thứ hai thì Wonder Woman đó là quăng cái dây thương ra. Nếu mà mục tiêu đó là máu lớn hơn đó là 50% thì Wonder Woman sẽ đó là tiếp cận đó là tem bên địch, tiếp cận đó là mục tiêu làm choáng. Còn máu mà tem bên địch gọi là dưới 50% thì sẽ đó là bị kéo về Wonder Woman và làm choáng nhá. Pha này ví dụ pha này chẳng hạn máu đối phương trên 50%, mình sử dụng đó là giấy tương chân thật lại và tiếp cận đối phương. Nhưng pha này thì phải lùi lại thôi, khi mà tém bên địch thì khá là đông, một mình thì chắc chắn là chưa thể cân bá được rồi. Còn về chiêu cuối của đó là Wonder Woman thì khi anh em sử dụng thì thứ nhất đó là làm choáng đối phương, gây sát thương, bên cạnh đó thì giúp đó là bản thân và kể cả đồng đội đó là xung quanh thì nhận thêm được lá chắn này anh em ạ. Và giúp đó là Wonder Woman tăng 50% miễn thương.
Vì thế thì chiêu cuối của chỉ đài của Wonder Woman cực kỳ là quan trọng nha. Pha này thì mình nghĩ tém bên địch đáng ăn đó là con rồng. Đây, pha này thì lại tiếp cận được đó là con rồng rồi. Pha này thì thích thì chơi luôn này, sử dụng chiêu cuối này, lên bảng điểm số 1 em này. Xa thủ của Technic pha này chơi luôn này, sử dụng chiêu 1 lại này, có hai lần lượt và lần lượt thứ hai thì tiện xa thủ của Technic lên bảng điểm số. Vậy là một pha trao đổi thì cũng khá là lời rồi. 5-4 dành cho hai bên. Thì với The Wonder Woman á, thì về nội tài thì nó như thế nào? Thì anh em thấy thì 6-2 đòn đánh thương, 1-2 thì dưới thanh máu á của The Wonder Woman có thanh năng lượng đó đúng không? Không phải thanh năng lượng mà gọi là thanh nồi nắng á. Thì đòn đánh thứ 3 thì giúp đó là Wonder Woman sẽ cương hóa, đó là tăng công vật lý này, làm chậm tướng địch này, rồi có khả năng đó là hồi phục tốt nữa. Thì đó là về chiêu thức của vị tướng Wonder Woman thôi. Còn về cách combo như thế nào cho hợp lý thì anh em sử dụng đó là chiêu 2 để đu vào mục tiêu. Khi đu được vào mục tiêu rồi á thì anh em sẽ tiếp cận được mục tiêu nhá. Đối phương dưới 50% máu thì sẽ đó là bị anh em đó là kéo về. Còn đối phương trên 50% máu thì Wonder Woman đó là sẽ tiếp cận. Sau đó thì sử dụng chiêu cuối thôi, rồi sử dụng đó là chiêu 1. Tất nhiên thì hai lần lượt chiêu 1 thì anh em phải đánh thương dành cho mình để có thể cương hóa được nhá. Nói chung lối chơi thì cũng vậy thôi, chiêu thức thì cũng không có gì là quá khó cả. Pha này thì mình sẽ ra bắt tém đích này. Rồi pha này chơi luôn nhá, sử dụng đó là chiêu 2 để đú vào này, sử dụng chiêu cuối này, làm choáng tướng địch này, rồi lượt lại và tiện hai người của tém địch lên bảng điểm số khá là dễ dàng. Và một điểm nữa là anh em có thể đánh thương hai phát dành cho mình để đòn đánh thương đó là thứ 3 sẽ được đó là cương hóa nhá. Thì đó là cách chơi và cách combo cơ bản nhất của vị tướng của Wonder Woman thôi. Có lợi thế rồi thì pha này sẽ lấy luôn đó là cải trù và tiến sáng ra khu vực bua của tém địch, nhưng pha này thì không thấy bua đâu cả. Mình sẽ núp đấy và mình nghĩ là tém bên địch cũng sẽ ra thôi. Pha này núp đấy này, nhận thấy là mịt của tém địch rồi, pha này sử dụng chiêu 2 đu vào này. Nhưng pha này thì tém bên địch đó là khá là đống, mà chỉ còn mỗi mình đó là bơ vơ nữa. Xa thủ tém mình thì thấp máu cũng lui về rồi, nên là pha này thì mình cũng lui về phám thôi. Vậy là cũng thành công rồi. Tốc độ phám của đó là Wonder Woman thì mình lên full đám, bảng ngọc full đám, nên là chắc chắn tốc độ phám thì cũng khá là nhanh. Hơn là chất tử Wonder Woman thì cũng có thể là đủ dây và tiếp cận mục tiêu khá là tốt. Grack tém mình, sorry bị vắng. Henzi nãy giờ đó thấy Grack đó là đứng yên xíu anh em ạ. Nhưng mà cũng không vấn đề gì cả anh em ơi. Bây giờ ra thì cũng ổn rồi, thì bây giờ mình sẽ lên trên đường này để đẩy thể lĩnh lên cao nhá. Với Wonder Woman thì mình vẫn thích đó là DFP anh em ạ. DFP vẫn rất chết tốt với vị tướng này. Và lối trang bị của Wonder Woman á thì nó cực kỳ là đa dạng. Đấu sĩ được, xạ thủ được, tánh cơ được. Ở trận đấu này thì mình biến đó là Wonder Woman thành một xạ thủ anh em ơi. Pha này thì nhận thấy xạ thủ của tém địch đang đầy trù này, lượt lại đánh thương này, lượt lại đánh thương này, chạy thì sử dụng chiêu 2 này, trước cần đó là sử dụng chiêu cuối anh em ạ. Rồi là trước khi sử dụng chiêu cuối thì xạ thủ của tém địch đã bốc hơi rồi. Đối đầu với hai gia tế là phải lên đám nhá. Còn anh em mà lên đô thủ thì cũng bằng không, bởi vì hai gia tế thì có sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn là sát thương trì tánh cực kỳ là tốt. Sát thương chuẩn là gì? Sát thương chuẩn là sát thương ăn vào máu trực tiếp của đối phương, không ảnh hưởng bởi lớp giáp. Cho dù anh em lên bao nhiêu giáp đi chăng nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Đối với hai gia tế thì một vị tướng trì tánh thì bậc nhất lên quân rồi. Bây giờ thì sẽ đẩy thể lĩnh lên cao và lấy trù nhá. Gian trù ngoài thì tém bên mình lấy được rồi. Còn tém bên mình thì vẫn có đó là cái trù đường giữa để làm vốn. Pha này nhận thấy rừng tém địch rồi, kéo Grack ơi, hay quá Grack ơi, một phát này, hai phát này, tiền xa thủ tém địch lên bảng điểm số, sử dụng chiêu cuối luôn. Pha này sử dụng chiêu 2, đú vào hai người của tém bên địch, chỉ còn xỉu máu kia, tiếc thế. Kahi tém địch đó là quay trở về chỉ vòn vẹn đó là vài chục máu thôi à. Khá là đáng tiếc một xíu anh em ạ, thôi không sao cả, vậy là cùng ổn rồi. Thế anh em thấy thì lượng đám của đó là chỉ đài to đúng không?
Tất nhiên rồi, mình lên theo thiên hướng. Đó là gì cũng phun đám cả thì tất nhiên là phải to rồi. Và này thì bắt luôn này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số. Nhận xét ra về đội hình hai đội một xíu, giai đoạn đầu game thì team mình cũng khá là ổn và khá là mạnh. Còn giai đoạn về sau là một câu chuyện khác. Giai đoạn về sau thì pha này kéo hay nè, rồi chắc chắn thì pha này lên bảng điểm số đến từ mịt tém đích nè. Lúc này thì có thể chạy được, nhưng pha này thì hết chạy mất rồi. Bây giờ thì trang béo tém mình đang khép góc, mình thì lấy trụ dễ dàng thôi, sử dụng chiêu hái tiếp cận này. Pha này thì chắc có lẽ là láo vào chơi luôn này, sử dụng hái lần chiêu 1, giáp tay thân kỳ. Nhưng pha này thì tém bên đích chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá này là không thể chơi được anh em ơi. Nhận xét đó là về đội hình hai đội thì ở giai đoạn đầu game á thì tém bên mình đó là cũng có thể là khá là mạnh. Còn giai đoạn về sáu thì phải cẩn thận nhá, bởi vì tém bên địch thì những chất tướng mạnh cuối game khá là nhiều. Pha này thì ra kéo hay này, rồi pha này tạm biệt Alice của tém bên địch này, lên bảng điểm số và điểm thân thánh dành cho mình rồi. Về cuối game thì tem bên đi có những chất tướng mạnh, đó là ví dụ Alice này, xạ thủ hay gia tế này, rồi thêm đó là cá hí nữa, kể cả lánh, bốn vị tướng cuối game cực kỳ là mạnh luôn, nên trận đấu này thì cũng không thể chủ quan được. Còn bên mình thì ván héo cũng như đó là dịu thì giai đoạn cuối game mình không đánh giá quá cao, kể cả mình cũng vậy. Đối với World of Woman thì giai đoạn cuối game cũng không phải là một vị tướng đó là quá là mạnh, đặc biệt thì gặp hai gia tế nữa thì nó cũng có thể khắc chế mình khá là tốt. Ở trận đấu này thì mình lên phun đám thì có thể kết liễu hai gia tế trong một pha combo luôn thì cũng được. Pha này thì bật luôn này, một em lên bảng điểm số này, sử dụng cái giáp tay thân kỳ này, hai em lên bảng điểm số này. Kahi là một chất tưởng đẹp trụ tốt nhá, nhưng pha này thì mình sẽ cố gắng lấy được là cái trụ này, lấy một đường lính siêu cấp vậy là ổn rồi. Bây giờ lại quay trở ra, đó là phá một xíu thôi. Với khả năng hồi phục cũng khá là tốt đến từ World of Woman nữa. Và này thì mình sẽ lại đấy nhá, phá con quái này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ núp trong bụi này để xem rừng tém đi có tiến ra hay không, đánh thương hai phát để tích nội tài. Sử dụng chiêu cuối, chạy đâu bạn ơi, hai phát này mình lên đám bạn ơi. Mình lên đám nên là lượng đám của mình to, bóc đi lớp giáp của rau cơ rồi. Thì rau cơ không còn khả năng miễn hiệu khống chế nữa và lên bảng điểm số. Dìu tém binh, đu rừng. đu gì bạn ơi, có lẽ là mình lên đám nên là cũng gây bất ngờ dành cho đồng đội nữa. Bây giờ thì ăn con rồng này nhưng mình khá là thấp máu anh em ạ, hơi mạo hiểm một xíu. Nhưng mà lánh của tém địch thì cũng lùi lại rồi, nên là pha này ăn con rồng một cách an toàn. Hiện tại thì lượng máu của mình cũng khá là thấp, còn khoảng 1/3 nữa. Pha này kéo hay nè, cướp được con đó là bùa của rừng tém địch, vậy là ổn rồi. Thì lượng máu này mình nhận thấy đó là tém bên mình giao tránh, chắc là lượng máu này thì mình cũng sẽ lại hỗ trợ tím luôn nhá. Tím bên mình xạ thủ thấp, khá là thấp máu rồi. Pha này thì lùi lại một xíu này, rồi sử dụng chiêu hai đú vào luôn này, có chiêu cuối, sử dụng chiêu cuối một phát. Ôi, phải gọi là một pha combo siêu đẹp luôn anh em ạ. Tiền 3 người, 4 người có tém địch lên bảng điểm số luôn. Một pha combo phải gọi là quá là đẹp luôn anh em ơi. Grak tém mình tính trận đấu này chơi cho đồng đội bất ngờ luôn chứ đừng ngỏ nói, đó là đối phương luôn anh em ơi. Về phần trang bị thì mình sẽ lên full đám dành cho chỉ đài. Đầu tiên thì bọn đô ri rừng kiếm trúy hôn. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó đó là đôi giày, đó là giày kiên cương kháng hiệu khống chế. Tiếp đến thì sẽ đến cho nó thương xuyên phá để giúp gia tăng lượng đám xuyên giáp. Tiếp đến sẽ đến cho đó là chỉ đài, đó là phức hợp kiếm. Sau đó thì cày nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% đám. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Đó là biểu đồ phun đám sử dụng dành cho World of Woman nhá. Với biểu đồ này thì lượng đám của anh em sẽ cực kỳ là tốt luôn. Pha này thì có một pha giao tránh rồi, pha này thì lại chơi luôn ấy. Ôi, tiếc thế, rừng của tém địch chạy được rồi. Chơi luôn anh em ơi, Grak chơi luôn đấy.
Ôi thôi xong rồi, có lẽ là không hiểu ý cho lắm rồi. Và cuối cùng thì mình lên bảng điểm số còn khoảng đã là 100 vàng để lên được cái giáp hồ mình thôi. Một pha không hiểu ý lắm anh em ạ. Mình đi hơi hổ báo. Và đó thì FPT mình nghĩ là núp ở trong trụ để ra kéo á. Thôi không sao cả anh em ơi. Và mình chát danh chó đó FP lên dài đi. Bởi vì mình thấy đó FP lên cái búp giáp thì thực sự trận đấu này tên bên bàn hiệu không chế khá là nhiều, nên là lên dài thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt giai đoạn cuối game thì Alex cực kỳ là khó chịu. Về ngọc dành cho đó là World of Woman thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ 8 viên công vật lý xuyên giáp, 2 viên chỉ màng, ngọc tím tóc đánh tóc chay và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Thì bây giờ thì sẽ pính cho đồng đội, đó là chú ý ta thân xuyên giáp. Và bây giờ thì một là lên án, hai là lên núp. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chú nổ đam anh em ạ. Để có thể kết thúc mục tiêu, đó là một cách, đó là nhanh nhất. Rồi pha này thì có một phá giáo tránh, ở hàng ta thân xế giá mình lại được rồi. Pha này thì giữ tém mình cũng lại hỗ trợ kịp thời nữa. Pha này mình bật đây giáp hồ mạnh anh em ơi. Vẫn lui được, vậy là ổn rồi. Ngắn cản được tém bên đi cắn ta thân xế giá. Phần còn lại thì dành cho tem mình thì khá là thấp máu rồi nên là phải biến về thôi. Và mình sẽ ping cho đồng đội đổ loạn con ta thân xế giá nhé. Bởi vì thời điểm hiện tại thì phút thứ 15, con ta thân xế giá này mà ăn được thì sẽ có lợi thế cực kỳ lớn lớn luôn. Bởi vì khi ăn được con ta thân xế giá này thì con rồng tiến phòng thì anh em đó là tấn công trụ sẽ cực kỳ là dễ, nó không cần lính thì anh em cũng lấy trụ một cách khá là dễ dàng. Mình lên phun đám nên tốc độ ăn thì cũng không phải là quá chậm. Ôi pha này follow một là về, hai là làm gì đi bạn ơi. Ôi follow tem mình, ok rồi, đặt tem mình chặt follow về đi. Ô sao pha đầu follow lên bằng điểm số trời. Adu tôi phơ ló vơ cơ lơ lơ chiều ống phơ ló. Ô bắt đầu mình thấy đó là phơ ló tém mình về rồi mà là nhờ. Ồ tự nhiên đó là ăn được ta thân nhưng mà cuối cùng thì mất người anh em ơi. Pha này ô chơi được, chơi luôn giáp tay thân kỳ được sử dụng này. Mình lên phun đam anh em ơi, phun đam anh em ơi, sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí quá lanh tém đi. Mình vẫn đáng con đó là cái liêm đặt mình nữa, vẫn chưa mất liềm đoạt mình, nghĩa là phá đỏ thì chắc chắn là anh không ăn được mình rồi. Có con ta thân xế giá, tém bên đích lên bảng điểm số 2 người rồi. Đấy là cơ hội để tém bên mình tấn công nhá. Bên mình thì mất FP được rồi, mất FP rồi, nhưng pha này thì có thể lên được này. Ôi tiếc thế. Pha này liệu có đuổi kịp hay không, sử dụng chiêu 2 để tăng tốc độ di chuyển đến từ Alice. Pha này thì chắc có lẽ cống trụ và kết thúc trận đấu luôn anh em ơi. Lên luôn này. Tuy là 3 đánh 2 nhưng anh em thấy thì tém bên mình có con ta thân xế giá này, nó chỉ cần vào trụ không cần lính vẫn lấy được trụ nhá. Rồi pha này thì mình sẽ kẹp góc này, sử dụng chiêu cuối để kẹp góc tém đi và chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu cảm thấy hay hữu ích đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye.